Vâng, mình xin ngoài lời một chút xíu luôn là chỉ có thể là xe độ của Yatay DIY mới làm được chuyện này thôi các bạn. Ba bánh xe vẫn có thể chạy được. Các bạn tìm cho mình một chiếc xe nào có thể chạy mà quay vòng tròn như vậy được hay không? Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Khoảng một tuần trước thì mình có làm một cái video mở hộp hai chiếc xe này rồi. Nếu bạn nào chưa xem thì gửi link trên này để xem. Trong cái video đó các bạn kêu mình đổi chiếc xe này rất là nhiều, nhiều vô số kể luôn. Các bạn comment không chỉ trong cái video đó mà các bạn lại tràn qua những cái video khác, các bạn nhắc mình phải đổi những chiếc xe này lên. Hôm nay thì mình sẽ đổi chiếc xe này lên. Nếu các bạn nào thường xem trên kênh của mình á thì các bạn thường biết là đồ chơi mà rơi vào tay mình á thì số phận hẩm hiu lắm các bạn. Rồi, hôm nay thì mình sẽ đổ cái chiếc xe màu đỏ này lên. Cái chiếc xe màu xanh này thì mình để chân đi. Rồi, tạm gác chiếc xe này qua một bên. Thì mình sẽ điểm danh một số đồ điện dùng để chế và đổ chiếc xe này lên nha. Về phần điều khiển thì mình sử dụng một cái tay TXRX. Con này là AXS5. Mình đã có một video mở hộp cũng như đánh giá con này hơi chi tiết rồi. Nếu các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể click trên này để xem cái video đó. Một pin 2S 7.4V 800mAh và dòng xả là 25C. Một con ESC chổi thang 320A. Cùng với đó là các bạn cần có một cái servo lái, servo xanh hay servo đen gì cũng được. Vâng, và dụng cụ cuối cùng dùng để nâng cấp chiếc xe của chúng ta lên, đó là động cơ 180. Rất quen thuộc, rất quen thuộc bớt ba. Mình xin các bạn 30 giây để mình nói về cái động cơ 180 này. Tại sao mình chỉ sử dụng động cơ 180? Bởi vì động cơ 180 này nó quá bá đạo các bạn. Nó vừa có một cái tốc độ thần thánh mà nó lại vừa có một cái lực moment xoắn khá ổn, khá ok cho chúng ta có thể gắn vào độ chế lên những chiếc xe như thế này. Và đồng thời một điều nữa là cái bán kính của nó này, nó bằng với cái động cơ 3V của chúng ta. Nó bằng luôn các bạn, nó bằng với động cơ 3V, ngoại trừ đấy cái thân nó dài một chút xíu thôi. Thì cái động cơ này quá lý tưởng để độ và mình vẫn chưa tìm ra được một động cơ nào khác để thay thế cho động cơ này. Và trong những video độ xe sắp tới thì mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng động cơ 180 này. Bởi vì động cơ 180 này khi mà độ lên mà sử dụng cùng với những viên pin 2S như thế này á thì tốc độ của bạn đạt lên 40-50 km/h là chuyện bình thường. Điều nữa, anh em nào có nhu cầu muốn mua chiếc xe này á thì có thể truy cập vào link ở bên dưới cùng cái đống đồ điện bên đây luôn. Cái đống đồ điện bên này này mình có đặt liên kết ở trong phần mô tả video hết rồi đó. Các bạn có thể truy cập vào đó và xem giá bán cũng như để mua luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ đổ cái phần hộp số trước nha. Rồi, mình lấy cái phần hộp số ra rồi. Đây là phần động cơ của nó. Bánh răng ở trong là bánh răng đồng các bạn. Cái này là nhựa. Thôi, bây giờ mình sẽ thay thế cái bánh răng này qua đây nha. Thôi, để lấy cái bánh răng này ra không phải chuyện đơn giản đâu các bạn. Nó sử dụng bánh răng đồng mà lấy chẳng ai đấy. Nhưng mà mình có một cách. Đầu tiên để lấy cái trục đồng này ra thì các bạn cần một bật lửa hoặc là tay khò. Các bạn sẽ làm nóng cái trục đồng của chúng ta để cho nó nở ra nha. Nó nở ra thì chúng ta dễ lấy hơn. Bạn dùng kìm đây, bật để như thế này nha. Cạy. Rồi, như vậy là chúng ta lấy được rồi. Rất đơn giản luôn. Rồi, như vậy các bạn gắn vào thôi. Như vậy là được rồi. Rồi chúng ta sẽ đẩy cái bánh răng này xích lên một chút xíu nha. Như thế này thì chưa có vừa lắm. Rồi các bạn đẩy khoảng cách như thế này là được rồi, nó rất giống cái cũ rồi đó. Bây giờ chúng ta chỉ còn việc cố định cái động cơ này thật là cứng lại là được. Bởi vì tốc độ con này rất là cao. Ở phía trong này các bạn có thể thấy này,
cái phần động cơ cũ á, nó có một cái khắc ở đây, cho nên người ta bỏ vô nó vừa. Còn của mình á, nó bằng phẳng, nó không có gì hết. Cho nên mình sẽ lắp cái khoảng này lại. Chúng ta sẽ lắp bằng cái khoảng ở trong này lại. 6 ly các bạn. Cái lỗ này là lỗ 6 ly. Bạn lắp như thế này nha, cho keo 5-2 vào. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng khoan một khoan nha. Chúng ta được cái lỗ rồi. Các bạn nhớ làm chỗ này cho thật khớp nha. Nó mà không khớp á, cái tốc độ thằng này cao, nó sẽ làm mòn bánh răng luôn ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho keo 502 vào. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục dùng phơm. Chúng ta sẽ nhét và lắp đầy cái động cơ này. Các bạn bơm keo nến vào nha. Sau đó chúng ta sẽ nhét cái phơm vào. Khi bạn gắn thì các bạn phải luôn luôn kiểm tra hai thằng này khớp với nhau hay không. Nó hở ra một chút xíu cũng không được các bạn. Rồi, như vậy là ổn rồi, rất là cứng rồi. Chúng ta sẽ gắn được vừa hay không thôi. Các bạn cắt nhịp rảnh ở phía trong để chúng ta có thể nhét được cái động cơ 180 vào. Ok, nó hở một chút xíu thì không sao hết các bạn, không có vấn đề gì to lớn. Bây giờ thì mình sẽ hàn dây nha. Dùng luôn dây của thằng này vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt ốc như bình thường thôi. Nó chỉ hở ra một tí thôi, bây giờ mình sẽ gắn cái hộp số này lại nha. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử xem nó có khớp hay không nha. Dùng tới ít rồi ít luôn. Mình đang đẩy tốc độ cao nhất các bạn. Ok, khá là mượt các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp lại vào xe nha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm đến cái phần xe vô lái nha. Rồi, các bạn sẽ gắn vào xe vô đây nha. Như mấy lần trước thôi, lắc qua lắc lại. Thì servo này lắc qua lắc lại nên chúng ta sẽ điều khiển được. Mình sẽ cắt bớt cái này đi. Lúc đầu thì cái phần vuông này nằm ở dưới, các bạn quay ngược lại như thế này. Chúng ta sẽ cho phần tròn nằm ở dưới, phần vuông nằm ở trên.
các bạn sẽ móc nó vào đây. Đây, các bạn làm như này là ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gắn lại nha. Bây giờ thì mình sẽ làm một miếng lót và để chúng ta gá cái sạc vô đây. À, chỗ này. À, rồi các bạn làm như thế này nha. Đây nó vô cái lỗ này. Rồi, mình đã căn chỉnh xong rồi, bây giờ mình sẽ gắn vào nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gáp lại toàn bộ nha. Cái này chúng ta sẽ gáp lại, nó không vừa rồi. Rồi, chúng ta sẽ cắt cái khúc này để chúng ta nhét cái sạc vô vào. Ok, bây giờ mình sẽ hoàn thành những phần còn lại nha. Mình sẽ gắn SC, pin. Vậy là xong rồi, hộp số, bánh lái đã xong. Mình sẽ hoàn thành đầu điện. Gắn đầu điện lên trên này, SC, pin luôn. Không biết vừa cho mày không đây. Đó, sau khi chúng ta cắt thì chúng ta bỏ ở đây vừa luôn các bạn. Vừa y luôn, mình sẽ cắt cái chỗ này để chúng ta lòn cái cộng dây nguồn chúng ta ra ngoài đây. Các bạn để như thế này nha. Rồi X thì mình sẽ để cái bên đây luôn. Mình sẽ cắt cái này đi. Ở đây là dây công tắc này. Và mình sẽ hàn ở dây công tắc của chiếc xe chúng ta có sẵn luôn. Ok, như vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi cho gọn dây xíu nha bạn.